Nghe tin Việt Nam làm nên địa chấn, đội tuyển Việt Nam được đội bóng số 1 Nam Á mời giao hữu, chuyên gia thế giới nhảy lên vui sướng khi xem thầy trò huấn luyện viên Park. Đội tuyển Ấn Độ, cái tên số 1 của khu vực Nam Á cũng là hung thần của Thái Lan, đã gửi lời mời tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam để có trận giao hữu giữa hai đội. Trong khi đó, người hâm mộ trên thế giới vẫn đang lâng lâng, không tin vào mắt mình sau chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chuyên gia châu Âu dự đoán Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa. Thông tin từ trang Asian Football cho biết, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã gửi lá thư đến VFF để đề nghị là đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Ấn Độ nhằm giúp cho đội bóng này chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2023. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ cho biết là muốn tổ chức trận giao hữu ở kỳ FIFA Day vào trung tuần tháng 5, ngay trước thềm vòng loại giải châu Á. Hiện tại thì đội tuyển Ấn Độ đang xếp thứ 106 trên bảng xếp hạng FIFA. Tại vòng loại Asian Cup 2023, đội tuyển đến từ khu vực Nam Á sẽ nằm ở bảng D cùng với các đội như là Campuchia và Hồng Kông. Mục tiêu của đội tuyển Ấn Độ là tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup năm 2023 diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6 năm nay. Trong khi đó, thì đội tuyển Việt Nam không cần đá vòng loại Asian Cup 2023 bởi chúng ta đã giành được một suất đi thẳng vào vòng bảng nhờ thành tích vào đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lúc này thì Ấn Độ đang là nhà đương kim vô địch của giải Nam Á. Họ đã đánh bại đội tuyển Nepal với tỷ số là 3-0 trong trận chung kết diễn ra vào tháng 10 năm 2021. Trong đội hình hiện tại của Ấn Độ, đáng chú ý nhất vẫn là tiền đạo kỳ cựu Sunny Chetri. Tính tới thời điểm hiện tại thì chân sút sinh năm 1984 đã ghi được 80 bàn thắng sau 125 lần ra sân cho Ấn Độ và đứng thứ 3 trong top những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở đội tuyển quốc gia còn thi đấu và xếp thứ 6 nếu như mà tính các cầu thủ trong mọi thời đại. Trong quá khứ, Việt Nam và Ấn Độ từng thi đấu với nhau 2 lần. Việt Nam từng thắng Ấn Độ 2-1 tại giải giao hữu LG Cup năm 2004. Đến năm 2010, chúng ta thua đối thủ 1-3 trong một trận giao hữu. Bóng đá Ấn Độ chính thức là hung thần với Thái Lan trong những năm gần đây. Còn nhớ vòng bảng Asian Cup 2019, đại diện Nam Á đã đánh bại Chanathip cùng với đồng đội tỷ số là 4-1 ngay trong trận mở màn. Sau đó thì bóng đá Thái Lan cay cú đến nỗi là đã mời Ấn Độ và Việt Nam tham dự kình cúp năm 2019 để trả thù. Tuy nhiên, đại diện xứ chùa vàng tiếp tục nhận những cái đắng. Đầu tiên thì họ thua Việt Nam là 0-1 ở trận bán kết, để rồi sau đó bị Ấn Độ vượt mặt trong trận là tranh hạng 3. Có lẽ là bóng đá Thái Lan chỉ cay cú bóng đá Ấn Độ chỉ sau Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam hiện tại đã giải tán sau khi trở về từ Nhật Bản, kết thúc vòng loại World Cup 2022 bằng trận hòa 1-1 trên sân Saitama và sẽ tập trung trở lại ở cuối tháng 5. Đây sẽ là kế hoạch có từ trước vì trong tháng 6 thì có khoảng thời gian FIFA Day dành cho các đội tuyển quốc gia tập trung làm nhiệm vụ. Sau đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 và cũng đã giành vé vào thẳng vòng chung kết của Asian Cup 2023, nên từ nay đến cuối năm, đội chỉ còn một giải đấu chính thức cực kỳ quan trọng, đó chính là AFF Cup, với mục tiêu đòi lại chức vô địch từ tay kỳ vùng địch thủ Thái Lan. AFF Cup 2022 cũng chính thức là giải đấu cuối cùng mà thầy huấn luyện viên Park Hang-seo đảm nhận chức danh với vai trò là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, trước khi hợp đồng của ông với VFF kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Chính vì thế, đợt tập trung cuối tháng 3 tới đây có ý nghĩa là bước chuẩn bị quan trọng của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup. Và nhiều khả năng là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một số trận giao hữu quốc tế với các đối thủ chất lượng. Trước đó, thì huấn luyện viên Park Hang-seo còn có trọng trách dẫn đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá SEA Games trước khi trao lại cho người đồng hương gồm Kỳ Huynh. Theo kế hoạch thì ngày 7 tháng 4 tới, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho SEA Games 31. Danh sách đăng ký sơ bộ của U23 Việt Nam cho SEA Games 31 giống như là các đội bóng khác ở trong khu vực được phép mở rộng tới 50 cầu thủ. Tuy nhiên, danh sách đăng ký thi đấu vẫn sẽ giữ nguyên 20 người. Nếu trường hợp trong danh sách 20 cầu thủ chính thức bị nhiễm COVID-19, các cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ 50 người sẽ được lựa chọn để thay thế. Dự kiến đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn tại Phú Thọ và tham dự trận giao hữu với đội tuyển U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì vào ngày 19 tháng 4. Vào sáng ngày 6 tháng 4 tới, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại khách sạn Hyatt Regency Hà Nội.
huấn luyện viên Park Hang-seo của đội U23 Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cùng đại diện một số cầu thủ của hai đội sẽ được mời tham dự trực tiếp. Cụ thể thì 10 giờ 15 phút ngày 6 tháng 4 thì sẽ bốc thăm môn Futsal nữ, 10 giờ 25 bốc thăm Futsal nam, 10 giờ 35 bốc thăm môn bóng đá nữ và 10 giờ 50 bốc thăm môn bóng đá nam của SEA Games 31. Ông Richard Harcourt, người được biết đến là đại diện của Jaja Tare tại châu Á, ông cũng là người có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, chia sẻ nhiều quan điểm xoay quanh hành trình của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ông cũng cho rằng, trình độ V-League hiện tại thì chưa thể giúp cho đội tuyển Việt Nam tiến lên. Đó cũng là lý do mà ông hy vọng những cầu thủ giỏi Việt Nam cần ra nước ngoài để chơi bóng trong thời điểm mà V-League chưa phát triển xứng đáng như là kỳ vọng. Khi được hỏi về cầu thủ nào ấn tượng tại đội tuyển Việt Nam, thì người Scotland này không ngần ngại phát biểu: Quang Hải luôn là cái tên đặc biệt nhất của đội tuyển Việt Nam. Dù chưa thể hiện phong độ tốt nhất, nhưng anh đã có vòng loại thứ 3 World Cup khá tốt. Trong khi đó, Đỗ Hùng Dũng thì anh luôn làm tôi ấn tượng. Bất kỳ trận đấu nào tôi theo dõi thì anh ấy cũng có cảm giác như thế. Tương tự, Quế Ngọc Hải cũng luôn đem đến cho tôi một cảm giác tin cậy. Văn Thanh thì ngược lại, đó là một cầu thủ tôi rất thích. Nhưng đây không phải là một giải đấu mà cậu ấy thể hiện được năng lực của mình. Một cái tên nữa mà tôi hơi tiếc nuối đó chính là Văn Lâm. Chấn thương đã khiến anh ấy bỏ lỡ với phần lớn thời gian thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và đến trận đấu với Nhật Bản, thủ môn này chỉ ra sân ở 5 phút cuối. Còn với các gương mặt trẻ, tôi rất vui khi Thanh Bình có bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Nhìn chung, các cầu thủ đã nỗ lực để thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup lịch sử. Vì thế, sau tất cả, tôi nghĩ rằng người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về cầu thủ Việt Nam. Hơn hết, họ vẫn còn trẻ và tương lai hứa hẹn đang đợi dàn cầu thủ này ở phía trước. Về vấn đề cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thì chuyên gia cũng nói thêm: Tôi cũng như là nhiều chuyên gia và người hâm mộ, tôi luôn hoàn toàn đồng ý với việc Quang Hải và Hoàng Đức xuất ngoại. Tầm cỡ của V-League không giúp cho đội tuyển của Việt Nam tiến xa hơn. Chắc chắn trong tương lai thì các câu lạc bộ ở V-League cũng sẽ cần thay đổi và tiến lên từ việc phát triển cầu thủ đến năng lực nội hàm của bóng đá. Nhưng tôi cũng phải nói thêm, các cầu thủ Việt Nam muốn thành công hơn khi xuất ngoại cũng phải cần biết đến một giải đấu phù hợp, một câu lạc bộ thích hợp để tạo điều kiện mọi tối đa cho cầu thủ phát triển năng lực. Tôi tin rằng ngay cả khi không có huấn luyện viên Park Hang-seo, với tiềm năng sẵn có, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup. Nhưng tất nhiên, chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng cho những phương án là tìm kiếm người kế nhiệm. Việc chuyển đổi cần có một sự liền mạch và VFF cần tìm được một huấn luyện viên giống như thầy Park, tức là hiểu rõ các cầu thủ, hiểu rõ văn hóa Việt Nam, hiểu rõ thách thức và kỳ vọng của bóng đá nước này. Ông kết lại phần phát biểu. Trong tương lai thì Quang Hải sẽ quyết định sau ngày đáo hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội ngày 12 tháng 4. Sau đó thì anh có thể tham dự SEA Games 31 cùng với thầy Park trong vai trò là một trong ba cái tên trên 23 tuổi U23 Việt Nam. Trên đây là một số nội dung chính được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.